Thưa quý vị, giá trị của hòa bình, độc lập, tự do dân tộc không gì có thể đo đếm được, nhưng chắc chắn đó là tinh thần bất diệt mà khi nhắc đến, chúng ta luôn tự hào. Ngày Quốc khánh 2 tháng 9 là dịp để thế hệ trẻ trong cuộc sống hôm nay thể hiện lòng biết ơn đối với những hy sinh của lớp người đi trước và nhận rõ hơn trách nhiệm kế thừa. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Giây phút cờ Tổ quốc tung bay, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945, khẳng định chủ quyền độc lập tự do của đất nước là thời khắc quan trọng đã in sâu trong tâm khảm của mỗi người dân Việt Nam. Đất nước hôm nay phát triển, đổi mới, mỗi chúng ta luôn ghi nhớ sự hy sinh, công lao của cha anh. Tôi cảm thấy rất là tự hào về tinh thần dân tộc của đất nước ta. Đây là một cái dịp để cho các bạn trẻ ôn lại về cái sự vẻ vang của dân tộc trong quá trình chiến đấu để gây dựng nền độc lập dân tộc. Là một cái sự kiện mà các bạn trẻ phải nỗ lực học tập để vươn lên trong cuộc sống, góp một phần nhỏ vào cái công cuộc gây dựng độc lập dân tộc của đất nước. Tình yêu và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay với đất nước được thể hiện theo nhiều cách khác nhau, nhưng chung quy lại, đó là tình yêu và niềm tự hào như suối nguồn chảy mãi trong trái tim của mỗi người. Ngày Quốc khánh 2 tháng 9 là dịp để mỗi chúng ta nhận thức rõ giá trị bản thân, trân trọng quá khứ, nhìn về tương lai, nguyện đem trí tuệ và sức trẻ để viết tiếp những trang sử hào hùng của Tổ quốc. Đối với em đã là người Việt Nam thì ngày 2 tháng 9 mang một ý nghĩa vô cùng trọng đại không thể nào quên. Và đây cũng là lúc mà những người con Việt Nam trên mọi miền đất nước cho dù ở đâu thì cũng cùng tưởng nhớ về những anh hùng đã hy sinh vì nước, vì dân. Đặc biệt hơn hết là cảm thấy vô cùng biết ơn Bác Hồ, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Hơn nữa là em cảm thấy vô cùng khâm phục và có cảm xúc vô cùng tự hào. Chính vì vậy em nhận thức được rằng là mình phải luôn cố gắng phấn đấu để mà phát triển đất nước thật là giàu mạnh. Là tuổi trẻ phường 3 của chúng tôi sẽ không ngừng học tập và làm theo tấm gương của ông cha ta, góp phần xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh và văn minh hơn. Thì tôi rất là tự hào về truyền thống quê hương của mình. Đó là truyền thống rất là vẻ vang, rất từ cha ông ta truyền lại tới bây giờ. Nên là tôi cảm thấy là mình là một công dân Việt Nam thì mình rất là hãnh diện. Thì là một người trẻ thôi, tôi chưa có đủ quá nhiều năng lực. Nhưng mà sức mình có bao nhiêu thì tôi sẽ nguyện cống hiến hết. Như là tôi sẽ cố gắng trở thành một phiên bản tốt hơn để có thể giúp được cho gia đình, cho xã hội. Tây Ninh trong công cuộc xây dựng đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu. Để thành tựu đó được nhân lên và bền vững thì sự đóng góp của người trẻ là một phần quan trọng không thể thiếu. Thế hệ trẻ Tây Ninh đang hướng đến xây dựng giá trị tương lai với tư duy mới và hành động mới, với tinh thần đoàn kết, học tập, cống hiến. Mỗi cá nhân sẽ là một viên gạch hồng góp sức cùng cha anh xây dựng quê hương phát triển giàu đẹp.